Lâu nay trong các vụ cướp giật dây chuyền thì hầu hết các nam thanh niên ra tay giật dây chuyền của phụ nữ trên đường phố. Thế nhưng một vụ việc hy hữu đã xảy ra gần đây, một phụ nữ giật dây chuyền của người đàn ông. Đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra. Đối tượng là Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1987, trú xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Theo điều tra, sáng ngày 6 tháng 2, một người đàn ông trú xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình đang đứng chờ người thân ở khu vực chợ Tam Bình thì bị Nguyễn Thị Lệ giật sợi dây chuyền mà ông đang đeo trên cổ. Tuy nhiên, người đàn ông đã tri hô phối hợp cùng người dân bắt giữ được Lệ, giao cho cơ quan công an. Sợi dây chuyền bị cướp giật có trọng lượng gần 3 cây vàng cùng một mặt trang trí, tổng giá trị hơn 190 triệu đồng.